có thể nó quá tải được như vậy. Đúng rồi, tại vì mới ngày đầu thì một phòng là 30 người. Vâng. Nhưng mà cách ly thì một phòng 30 người thì nó quá nhiều. Dạ, quá nhiều. Mà hầu như là sang ngày thứ hai, thứ ba thì bắt đầu nó tức là khả năng nấu của họ rất là ok. Các cái món ăn này, cơm này, rồi canh rau củ quả nó đầy đủ hết á, không thiếu chất, ăn rất là ngon. Và các món ăn ấy thầy có được thay đổi thường xuyên không ạ, hay là một món ăn đi ăn lại? Đương nhiên là thay đổi. Vâng thầy ơi, vậy là mình ở đây được 5 ngày rồi thầy nhỉ. Từ thứ hai là mùng 1 mình đến nhỉ, mùng 6 rồi. 6, 5 ngày rồi. Đấy, được 5 ngày rồi. Thì trong 5 ngày vừa qua thì thầy cảm nhận về cái khu sinh hoạt của mình thế nào? Sinh hoạt của mình đó thì về phòng ốc theo như hàng nghỉ đó thì nó rất là hơi chật chút xíu, tại vì cái số lượng ban đầu người tới là hình như là gom lại từ Dallas, New York này về tới đây hình như là cũng 350. Về đến đây con trước nghe các chú bộ đội nói á là đoàn mình đăng ký có 100 suất thôi, đến 120 về cách ly này. Là mấy ngày đầu có thể nó quá tải như vậy. Đúng rồi, tại vì mới ngày đầu thì một phòng là 30 người. Vâng. Nhưng mà cách ly thì một phòng 30 người thì nó quá nhiều. Dạ, quá nhiều. Mà hầu như là sang ngày thứ hai, thứ ba ấy bắt đầu người ta đi khách sạn. Thì còn làm phòng có 9 10 người thôi à. Thì rất là thoải mái. Dạ. Mặc dù là giường thì rất là nhiều nhưng mà hầu như là trống. Dạ. Cho nên về mặt mà ở đây phòng thì ok. Không nên nổi tệ. Cũng thoáng mát đúng không thầy? Mát mẻ. Thời tiết hiện tại của Đà Nẵng thì như thế nào ạ? Cái thời tiết hiện tại của Đà Nẵng thì rất là ổn. Hầu như là nó không nắng nóng lắm, mà trời mưa thì nó mưa nhẹ, kiểu như là nó xoa dịu lòng người thôi. Xoa dịu cái nóng bức những cái tháng hè oi bức thôi. Bây giờ thì nó trở lại một cái đời sống nhẹ nhàng mà mọi người chơi rất là vui vẻ. Yeah. Nhiệt độ thì dao động vào khoảng 21 đến 23 độ đúng không thầy? Đúng rồi, chính xác. Buổi đêm ngủ thì bản thân mình cảm thấy thì hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà ngủ rất là dễ chịu nha. Giường thì hơi cứng một chút, nhưng mà nếu như mà mua thêm nệm á, hay là tấm lót như thầy Gió đang dùng đúng rồi. Thì mọi thứ sẽ ổn thôi ạ. Thế còn về khu vệ sinh thì sao hả thầy? Nói tới khu vệ sinh thì ở đây thì mọi người cũng đều biết là tất cả du học sinh từ Mỹ về thì họ thích cái tiện nghi của nước ngoài rồi, họ quen rồi. Khi từ những cái dòng nước mà bên đó xài thì đều phải qua lọc hết. Còn ở đây thì khu quân đội, thành ra ở đây thì họ chỉ kiếm một cái bể, rồi trong đó là nước, rồi mình lấy cái xô đó, mình múc, mình tắm, mình rửa. Và ở đây hầu như là được tắm tiên. Đặc biệt là được tắm tiên, mà hầu như các bạn ở Mỹ về thì không có phù hợp với tắm tiên. Phải phòng kín, rồi phải có này có kia, có nước phải ngon lành. Nhưng mà ở đây hầu như là mới về là ai cũng bất ngờ hết á. Rồi họ nhưng mà cuối cùng phải chấp nhận tắm thôi. Vâng, vài ngày rồi quen rồi ạ. Quen hết á. Dạ. Ngày đầu tiên thì đúng là có lạnh thật á thầy, lúc mà con dội cái gáo nước lên người á. Lạnh lắm. Nhưng mà quen rồi. Đến hôm nay là con đã tắm được 4 bữa rồi đó. 5 ngày 4 bữa đó. Nhiều á. Bản thân bên Hàn thì buổi sáng thường tắm buổi sáng. Dạ. Buổi sáng ở đây thì mình ra mình tập thể dục xong rồi mình đi tắm cho khỏe. Còn nó hơi cực một chỗ là cái khu nhà vệ sinh á, thì nói chung ở đây nó không có được trang bị chu đáo lắm. Thì nó hơi vất vả tí xíu thôi. Nhưng mà hy vọng rằng mọi người sẽ thông cảm cho những cái người ở đây, tại vì họ cũng sống ở đây mấy năm trời rồi. Và bao lâu nay họ vẫn sống như vậy rồi, họ vẫn chịu được và họ thích nghi được. Còn mình là do mình ở nước ngoài về, thành ra cái khu của mình, cái gu của mình nào giờ là sạch sẽ. Thì bây giờ về đây thì mình chịu khó mình dọn rửa chút xíu, rồi mình cũng vệ sinh chút xíu, thì cùng nhau mình làm việc thì nó sạch sẽ, thì mình xài cũng ok thôi, không nên nổi tệ. Thế còn về khoản ăn uống thì sao thầy? Như con được biết là thầy và một số mọi người khác đều ăn chay á, thì thầy cảm nhận thấy các chú bộ đội nấu đồ ăn chay như nào ạ? Thầy cũng rất là may mắn khi mà tới đây thì các chú bộ đội cũng là khắt khe, tức là họ quan tâm mình cũng nhiều. Họ chủ động họ hỏi mình là thầy ăn cái gì thì họ sẽ nấu cho mình ăn cái đó. Thì 5 ngày trôi qua thì họ từng ngày họ nấu còn ngon hơn. Tức là khả năng nấu của họ rất là ok. Các cái món ăn này, cơm này, rồi canh rau củ quả nó đầy đủ hết đó, không thiếu chất, ăn rất là ngon. Và các món ăn ấy thầy có được thay đổi thường xuyên không ạ, hay là một món ăn đi ăn lại? Đương nhiên là thay đổi. Thì trong thực đơn của thầy đó, đồ chay đó, thì họ bữa thì nấu canh rau má, rồi canh bí đao, hay là canh cải ngọt, rồi các cái món xào thì có xào giá xào, củ cải xào,
và tất cả mọi thứ đã tạo nên một cái bữa ăn hoàn hảo. Dạ. Yeah. Yeah. Còn không biết bên đồ chay đồ bên đồ của bạn thì sao? Thì ok, con thấy đồ ăn rất là ok so với cái giá mà mình phải trả là 80.000 một ngày á. Đồ ăn thì khá là hợp khẩu vị. Họ là không quá mặn cũng không quá ngọt, phù hợp cho tất cả mọi người á. Ừ. Và canh thì hôm bữa con được ăn cả canh rong biển cơ mà. Oh yeah. Dạ. Còn về không gian sinh hoạt, ví dụ như là về không gian mà mình để mình tập thể dục hay là mình đi xung quanh á, thầy cảm thấy thế nào? Hồi trước đây á, khi mà chuẩn bị về khu cách ly đó, thì thầy có tham khảo qua mấy cái clip của cái người đi trước họ quay lại đó. Dạ. Thì khách sạn á, là họ chỉ ở trong cái phạm vi phòng của họ thôi. Vâng. Và họ chỉ được mở cửa khi mà họ ra ngoài, họ có một cái bàn trước họ ngồi uống trà rồi họ đi dạo một vòng khu hành lang thôi là hết. Dạ vâng. Tuy nhiên cái khu cách ly bên quân đội đó, tập trung này đó, mình lại được một cái thoáng mát hơn. Tức là cái phạm vi giới hạn nó rộng hơn rất là nhiều. Yeah. Và sân vườn ở đây rất là ok. Oh. Mọi người có thể là chơi đánh vợt này, đá cầu này, đá banh này, rồi họ có thể đi dạo. Và dĩ nhiên là mọi người có một góc riêng, tại vì ai cũng gọi điện cho người thân, ai cũng nói chuyện với người bạn bè của mình, thành ra mọi người rất là thoải mái. Cái thời gian mà sinh hoạt của mình đó, yeah, hàng ngày đó thì ở đây họ cũng rất là ok. Thường thường ở đây thì 4 giờ là mọi người đã dậy rồi. Yeah. Và họ bắt đầu là ra họ mở những cái nhạc tập thể dục và mọi người chạy bộ rồi tập thể dục cùng nhau, rồi nói chung là rất là vui vẻ. Sau đó thì họ ăn sáng xong rồi bắt đầu là họ khử trùng, họ phun thuốc khử trùng đó, thì là ngày nào cũng khử trùng hết á. Dạ. Đúng rồi. Một ngày hai lần bằng ha, tức là lúc 9 giờ rưỡi này một lần này và chiều một lần nữa là hai lần. Cho nên rất là bảo đảm, rất là ok. Và ngày nào cũng kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang. Đúng rồi, một người hai cái khẩu trang. Một điều nữa là muốn gửi tới tất cả các chú ở đây là tức là cái người bộ đội ở đây họ rất là thân thiện và họ rất là nhiệt tình. Mình muốn cái gì thì mình báo cho họ biết và họ sẽ ghi lại, note lại cái tờ giấy, xong họ sẽ nhờ người ngoài mua vào cho mình. Nói chung là dù cách ly tập trung ở đây nhưng mà họ vẫn chu cấp cho mình đầy đủ theo nhu cầu của mình, không thiếu gì cả. Cho nên mọi người cứ an tâm vui vẻ mà cách ly tập trung ok. Yeah. Vâng, con cảm ơn thầy đã tham gia video này cùng con. Nhân đây thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong đoàn cũng như là ngoài đoàn, thời gian vừa qua đã tiếp tế cho đoàn rất là nhiều. Bọn em thì luôn luôn đầy đủ đồ ăn trong này, có mì gói luôn sẵn sàng này, có rong biển thầy cho này, xong rồi nước uống thì thoải mái luôn. Thầy có lời gì chào các bạn khán giả không ạ? Thì cũng có gì cả, chỉ chúc tất cả mọi người ở đây sau khi cách ly xong được về nhà, và cũng theo như chỉ định của bên chính phủ chúng ta vẫn tiếp tục cách ly để cho mọi người được an toàn, và nhất là những người thân của mình được an toàn khi mình trở về nhà của mình, và sau đó thì chúng ta tiếp tục cái cuộc sống của mình ở tại đất nước Việt Nam. Xin chúc mọi người được bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Cảm ơn.